Ok, chúng ta sẽ bắt tay bên trái bên phải. Cross the line, cross the line. Ngài xin bước vào để chúng ta lắng nghe lời chia sẻ. Xin kính mời, kính mời thanh niên, thiếu nhi, già trẻ cũng đều vào trong nhà, để chúng ta lắng nghe lời chia sẻ buổi chiều hôm nay. Để chúng ta nhận thức rằng chúng ta đến ngày hôm nay chúng ta có được thay đổi mình không? Hay là chúng ta đến như là một lễ hội để chúng ta vui ngày hôm nay là thôi, thì chúng ta cũng chẳng được gì. Xin kính mời quý vị. Xin. Xin lên đây. Đây, xin kính chào quý vị. Xin an toàn. Hallelujah. Yeah. Ok. Chúng ta nói với người bên tay phải mình, cross the line, cross the line. Nói với người trái mình, Merry Christmas. Nói trước mình là mừng Chúa Giáng Sinh. Amen. Hallelujah. Cross the line, cross the line, phải không? Nói đúng không? Nói đúng, cảm ơn Chúa còn nữa. Không biết phải không? Ok, là mừng Chúa Giáng Sinh, đúng không? Đô la là giáng xuống, đúng không? Ok, chứ không phải là đô la, nhé. Đô la là giáng xuống, cảm ơn Chúa. Đó là đấng quyền phép, đúng không? Chỉ có một đấng là đô la là giáng xuống thôi. Ở đây có ai trong khai sinh hay là năm sinh của mình ghi là đô la năm mấy không? Đó, mình chỉ là năm sinh, chứ không có thể nào là giáng sinh, đúng không? Và đó là sự khác biệt lớn. Đó là lý do mà chúng ta sẽ đến với chủ đề là đấng cứu thế đầy quyền phép. Amen. Đấng cứu thế đầy quyền phép. Chúng ta đọc chung ở trong cái câu ở trong Luca đoạn 1 câu 69 có chiếu ở trên đây, có ở trên bảng. Xin khởi sự cùng sanh cho chúng tôi một trong nhà David. Tôi tớ ngài một đấng cứu thế có quyền phép. Xin mời đứng lên để đọc cho nó rõ. Ok. Đọc lại lần nữa. Ok. Luca đoạn 1 câu 69 sẽ là câu kinh thánh mà chúng ta ghi nhớ. Khởi sự cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà David. Tôi tớ ngài một đấng cứu thế có quyền phép. Một lần nữa. Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà David. Tôi tớ ngài một đấng cứu thế có quyền phép. Amen. Xin mời chúng ta ngồi xuống. Bản hiệu đến sẽ nói là ngài sai đấng cứu thế đầy quyền năng đến cho chúng tôi sanh ra trong dòng dõi David đầy tớ của ngài. Cảm ơn Chúa vì mùa Giáng Sinh đến sớm trên mọi chúng tôi và tất cả dân sự của Chúa Hội Thánh ngày hôm nay. Amen không? Chúng ta đã chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh trong sự phước hạnh của Chúa chưa? Amen không? Hồi sáng tôi có nghe nói Hội Thánh đã thờ phượng Chúa rất tốt, đúng không ạ? Cảm ơn Chúa. Chúng tôi từ thành phố lên đây không kịp thờ phượng Chúa quý vị. Nhưng mà nhìn thấy đã ký giác sự của Chúa tập trung lại trong sự thờ phượng Chúa. Tôi tin là tấm lòng chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy quyền phép từ đấng cứu thế đầy quyền năng hay đầy quyền phép của Ngài trên mọi chúng ta. Amen. Amen. Đó là lý do mà Chúa Jesus Christ ngày đến. Ngày đến để ban cho chúng ta kinh nghiệm được quyền năng cả thảy của Chúa trên mọi chúng ta. Một số nơi ghi là chúc mừng Giáng Sinh hay chúc mừng Noel, thì chúng ta biết là cái nguyên gốc chữ Noel nó cũng đến từ chữ Emmanuel. Noel là chữ viết tắt của Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta, ở trong nguyên gốc ghi là Đức Chúa Trời ở bên trong của chúng ta. Làm thế nào một đấng quyền phép, một đấng vua trên các vua, chúa các chúa hạ mình xuống trong chuồng chim mảnh cỏ? Hồi nãy chúng ta nhìn thấy có một hoàn cảnh đó mà
vừa hát tiếng Khmer mà có mặt cảnh, có thiên sứ. Hồi nãy như thầy nào làm thiên sứ đó à, thiên sứ đâu rồi à, cái người mà cầm cái khăn trắng là thiên sứ đó à, rồi à, có hai người là Mary Joseph đúng không ạ à, làm thế nào mà đất quốc thế đầy quyền phép tự xuống ở trong chuồng chiên mắng cỏ, và hơn thế nữa đến đó sẵn sàng bước vào trong tấm lòng của chúng ta để đến một sự thay đổi lớn ở trong ân điển của Ngài. Amen. Đó lý do mà chúng ta có lời Chúa trong buổi sáng nay để chúng ta nhận lấy năng quyền của chính mình Ngài. Thì thứ nhất mà chúng ta nhìn thấy đó là Chúa Giêsu Christ là Chúa Giêsu là đấng diệu kế, là đấng cứu thế trên hết thảy mọi chúng ta, là đấng cứu thế trên hết thảy chúng ta. Ngài đến để cho chúng ta kinh nghiệm được sự bình an ở trong danh của Chúa. Amen không? Amen không? Ai ở đây muốn được bình an xin đưa tay lên. À, cảm ơn Chúa, xin hỏi xuống. Ai ở đây muốn được Rosabai đưa tay lên. À, cảm ơn Chúa. Ai ở đây muốn được Sosabai đưa tay lên. Sosabai là gì biết không? Con gái con biết Sosabai là cũng là Rosabai của mình đó. À, không biết phải đâu đúng không chị em? À, đúng 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 không? Sosabai là tiếng Campuchia, tiếng Khmer. À, Rosabai là tiếng Tiếng của mình. Còn tiếng Việt của mình là gì? Vui mừng. À, vui mừng. Đúng rồi, happy, vui mừng. À, và như vậy, Chúa Giêsu ngày đến để cho chúng ta được vui mừng. Amen không? Vì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng đấng cứu thế quyền năng ngày hết để thay thế sự buồn đau của con người trở nên sự vui mừng. Ở trong Luca đoạn 2 câu 10 câu 11, thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Sự vui mừng lớn, Rosabai lớn lắm không ạ? Rosabai là không chỉ Rosabai bình thường mà Rosabai rất lớn, một sự vui mừng lớn. Amen không? Amen không? Hãy nở một nụ cười tươi nhất đối với người bên tay phải mình coi nào. Vui mừng lớn mà. Rồi hãy nở một nụ cười tươi hơn nữa bên tay trái của mình. Tại sao nhân loại cần có niềm vui? Vì nhân loại luôn luôn ở trong sự sợ hãi, luôn luôn ở trong sự sợ hãi. Người giàu có sợ không? À, giàu có cũng sợ. Sợ người ta vô giết mình để lấy tiền. Cách đây không biết bao nhiêu năm ở tại Trân Thành có một gia đình bị giết sạch hết, phải không? Ở Trân Thành đó, mà một gia đình giết sạch hết, tại vì lý do là ta mua để lấy tiền ở trong gia đình đó. Chúng ta khoảng mười mấy 20 cây thôi. Rồi người nghèo có sợ không? Cũng sợ, sợ gì? Nghèo cũng sợ. Sợ đủ gì? À, sợ đói. À, nghèo cũng sợ, sợ bị đói. Dâu cũng sợ, mà nghèo cũng sợ. Người khỏe mạnh cũng sợ. Rồi người bệnh tật cũng sợ. Tôi thấy những người mà mắc quá, sợ không? À, cũng sợ. Ăn cái gì cũng sợ. Rồi người lớn cũng sợ không? Cũng sợ luôn. Sự sợ hãi đến cho con người, tại sao vậy? Từ ban đầu Adam đúng ra hưởng được sự vui mừng đang khi được ở trong vườn Địa Đàn, đang khi Chúa Trời ban cho con người tất cả mọi điều tốt lành nhất, diệu kỳ nhất, đang khi người tạo dựng cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn chúng ta là những con người tốt lành nhất, diệu kỳ nhất, và sự hiện diện chúng ta đem sự phước hạnh đến cho những người khác. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời đang khi tạo dựng Adam, Eva, đang khi tạo dựng nhân loại, đang khi tạo dựng chúng ta. Nhưng mà rồi con người đã phạm tội, và đó là lý do mà đang khi Đức Chúa Trời ngày đến trên vườn Địa Đàng, thay vì sự vui mừng, nhưng mà ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 10, Adam và Eva đã sợ hãi và trốn. Adam nói rằng: tôi nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ và đi ẩn mình, đi giấu mình. Cái từ ngữ sợ lần đầu tiên xuất hiện trong Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 10. Sợ hãi, sự hãi đã đến trên con người,
Và đó là lý do mà Chúa Giêsu Christ đã sợ hãi. Nó không phải chỉ là một cảm tính, nhưng mà nó là một cái linh. Nó là một cái linh. Ở trong Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 1 câu 6 câu 7, Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta cái linh của sự sợ hãi. Ở trong bản tính tiếng Việt của mình là cái tâm thần của sự sợ hãi, nhưng mà đúng ra là cái linh của sự sợ hãi nguyên bản. Ở trong tiếng Anh là Spirit of Divinity, có nghĩa là cái linh của sự sợ hãi. Nhưng mà ban cho chúng ta tâm thần mạnh mẽ, hay là trong bản tiếng Anh là cái linh của sự mạnh mẽ. Bản tiếng Anh ghi rằng Spirit of Power, cái linh của sự mạnh mẽ. Và như vậy Đức Chúa Trời không ban mà mình có sự sợ hãi không? Đức Chúa Trời không ban mà mình có thì ở đâu mình có? Ở đâu có? Ở đâu có? Đức Chúa Trời không ban mà nếu Đức Chúa Trời không ban mà chúng ta lại có cái linh của sự sợ hãi thì người đó đến từ đâu? Ma quỷ. À, ma quỷ. Nên đó là lý do mà tại sao ở trong lần giáng sinh đầu tiên của Chúa Giêsu, Thiên Sứ nói với những người mục tử, những người mục đồng, những người chân chi của đồng, đừng sợ chi. Đừng sợ chi. Có lẽ là họ đang sợ hãi. Tại sao? Vì có lẽ họ không có hộ khẩu, họ không có bất cứ một cái công việc nào để nhập tịch ở trong cái khu vực địa phương của mình. Và họ ở trong một ngoài đông, họ có chân chiên nghèo lắm. Ở đây bao nhiêu người chăn bò, chăn thịt, chăn heo, đi ra lên, chăn dê gì đó. Nói chung có chăn cái con gì đi ra lên. Chăn ở đây thì thường mình có con gì? À, chăn trâu. À, chăn trâu, chăn bò, chăn gì nữa? Chăn dê. À, dữ vậy đó, rồi chăn gì nữa? Chăn con gì nữa? Hết con chăn rồi hả? À, con gì? Con gái chăn cái gì? Hả? Hả? À, bò. À, bò chăn. Mình chăn bò mình có thấy vui không? Hả? À, vui không? À, vui chăn bò vui. Vui cái vụ gì? Tại sao vui? Chăn bò vui tại vì một xưa ở thành phố không biết, chỉ biết ăn thịt bò mà chưa biết chăn bò. Tại sao mình vui? Tại sao chăn bò vui? Ăn bò rồi đại chi? Tại sao? Bò của mình mà. À, của mình. À, đây là bò của mình. Nên mình chăn mình vui đúng không? À, rồi sao? Tại sao vui nữa? Tại sao vui nữa? Sau đó đớp thì mình bán có tiền. À, mình nghĩ là sau đó đớp mình bán có tiền đúng không? Dạ. À, đúng rồi. Sư đồ nói lúc nào đúng bây giờ. À, nhưng mà những người thiên chiên khi xưa thì con chiên nó không phải là của họ. Con chiên nó không phải là của họ. Họ đi chăn mướn, họ đi chăn thuê cho người chủ. Và quý vị ơi, con chiên á nó rất là dễ bị đi lạc. Con bò thì khi mà mình đi chăn mình thả ra nó biết đường về không? Biết không? Biết đường về, nhưng mà chiên nó không biết đường về. Nên những người chăn chiên cực hơn chăn bò nhiều lắm. Để lúc nào mình cũng phải giữ nó. Và bây giờ họ không phải là đùa. Cái đàn chiên ở trong chuồng thì dễ không? Tại xung quanh nó có hàng rào bảo vệ, chiên nó không chạy được. Đàn này họ ở ngoài đâu? Ở ngoài? Ngoài đồng. Ngoài đồng thì không có gì để làm họ hết. Làm chiên lại hết. Ồ, và như vậy thì những người chân chiên họ cũng không có được phép ngủ được. Lỡ cho ngủ người ta tới ăn cắp. Lỡ cho ngủ con chiên nó giật mình, nó bỏ nó chạy thì sao? Mà một con chạy thì những con khác sẽ chạy theo. Nên lúc nào họ cũng ở trong một tình trạng thao thức, không dám ngủ. Vì ngủ chiên mất thì dòng họ của họ, rồi con cái của họ, thậm chí cháu tiếp của họ sẽ trở nên nô lệ hoài để trả nợ cho những con chim đã bị mất. Đời sống khổ lại càng khổ hơn. Đã áp lực rồi, trong sự nghèo khổ rồi, lại còn chịu nhiều áp lực nữa. Và bây giờ đang khi họ đang ở trong cái hoàn cảnh đó, có một bữa ánh sáng, sáng cực lên giữa bầu trời,
Và trong thời kỳ cách đây hơn 2.000 năm thì không quan sát đèn pha, không có máy bay trực thăng gì như ngày hôm nay, không có gì ở trên bầu trời mà tự nhiên có một bức sáng không có. Nên thật ra là giữa một đêm tối như vậy, tự nhiên cái bầu trời có một gì đó nó sáng lên và sợ lắm. Tại sao? Vì họ biết rằng cuộc đời của họ tận cùng bằng số rồi, cuộc đời của họ khổ rồi, mà bây giờ nếu mà có cái gì đến nữa đó thì chắc là cũng sẽ khổ thêm thôi. Không ai lại đói hoài cuộc đời của họ cả. Đó là lý do mà tại sao thiên sứ của Đức Chúa Trời biết được điều đó và nói họ rằng đừng sợ chi. Đừng sợ chi. Vì này, ta báo cho người một tin lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay, tại thành David đã sẵn người một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Đấng cứu thế đầy quyền năng đến để thay đổi cuộc đời của những con người khổ sở trên thế giới này. Amen không? Amen không? Đến hỡi những người sợ hãi, hỡi những người khó khăn, Chúa Giêsu ngày đến để cho chúng ta kinh nghiệm sự giải cứu ở trong ân điển, ở trong năng quyền của Ngài. Amen không ạ? Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa vì đó. Hallelujah. Và trong lời Chúa Hebrew đoạn 2 câu 14, 15 thì thánh ghi rằng: vậy thì con cái có phần và biết và định, nên Đức Giêsu Christ cũng có phần trong đó, hầu cho bởi sự chết của Ngài, hầu cho bởi sự đến của Ngài mà Ngài hủy diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, là giải thoát mọi người đang bị cầm buộc ở trong quyền tôi mọi trọn đời. Quý vị được giải cứu ra khỏi sự sợ hãi, ra khỏi tôi mọi trọn đời. Amen. Qua sự đến của Chúa Giêsu, hãy vỗ tay cảm ơn Chúa vì đó quý vị ạ. Chúng ta nếu mà trước khi không có tiếp nhận Chúa thì đó là cuộc đời của sự dây dò của quyền có tâm, nó tấn công, nó đè, nó ép, nó bớt, nó nặng, nó vứt, nó đập cuộc đời chúng ta tay ra tù. Nhưng mà cảm ơn Chúa Jesus Christ ngày đến để Ngài cứu, để Ngài kéo một tin lành lớn để đem sự sống của Ngài trên hết tại mọi chúng ta. Amen không ạ? Amen không? Đó là đấng quyền năng, chỉ có duy nhất Ngài đến để làm điều đó trên mọi chúng ta. Nhưng mà làm sao chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng quyền năng? Vì Ngài chính là đấng quyền phép của Đức Chúa Trời chứ không phải của chúng ta. Mọi con người đã hy sinh trên đất này đều kết hợp bởi cha và mẹ của mình. Mọi giáo chủ thế giới này cũng vậy, họ kết hợp giữa người cha và người mẹ của mình. Nếu Phật Thích Ca hay là Thích Đạt Đa đó, có mẹ là Tĩnh Diệu và cha là Phạm Đề Đầu Gia đó, thì ông cũng là một con người bình thường. Hay Khổng Tử có cha mẹ là Thuốc Lưỡi và mẹ là Nhan Thị đó, thì cho dù ông sướng lên, ông trở nên một cái giáo chủ của một Khổng giáo đi nữa, thì mọi người khi nhận cái tôn giáo đó đều ở trong sự chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa Jesus Christ ngày đến, ngày đến và ngày đến một cách siêu nhiên. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18 thì nói rằng: và sự Giáng sinh của Đức Chúa Jesus Christ xảy ra như vậy, khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Vì có lý do Chúa Giêsu Ngài không phải là một con người bình thường, Ngài Đức Chúa Trời. Và đó là lý do duy nhất Ngài đến để cứu chúng ta ra khỏi sự đau tâm. Amen không? Amen không? Rosabai Ron Dola. Dola là gì? Là Giêsu. Chỉ có một đấng từ trên Ngài bước xuống thế giới này. Không có một giáo chủ trên thế giới này nói mình là người từ ở trên đi xuống, hay là giáng xuống, hay là đô la. Chỉ có Chúa Jesus Christ. Amen không? Amen không? Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa điều đó. Hallelujah. Ngài đến để ban sự bình an, Ngài đến để ban sự phước lành,
cho hết thảy mọi chúng ta, để cho ta kinh nghiệm được sự cứu ở trong danh của Ngài. Ngài để đem sự biến đổi không những cho chuồng chiên máng cỏ, cho những người nghèo mà thôi, nhưng mà Ngài cũng đem sự biến đổi cho những người giàu có trong thời điểm lúc bây giờ. Chúng ta nhìn thấy có ba bác sĩ, hay là các bác sĩ, hay là các thuật sĩ, hay là những người đại gia, họ đã có mặt tại chuồng chiên máng cỏ. Tại sao chúng ta biết họ là đại gia? Tại sao chúng ta biết họ là những người giàu có? Ai biết được tại sao những các bác sĩ là những người giàu có? Tại sao? À, vì cái tặng vật của họ là gì? Vàng, bạc và nhũ hương, là cái thứ hương rất thơm và nó mang tính trị bệnh, chỉ dành cho vua chúa trong thời điểm lúc bây giờ. Cái tặng vật của họ nói lên cái vị trí của họ ở cái giai tầng nào. Amen không? Amen không ạ? Còn có nhiều lần đã khi đến tại Bình Phước thì chúng tôi nhận được tặng vật, quý vị, đó là gì? Đó là gì? Bình Phước có gì tặng cho mấy mục sư ha? Có gì? Cơm ống. À, bữa nay có cơm ống mục sư. À có, hallelujah, cảm ơn Chúa, tôi khoái dùng cơm ống lắm. Cơm ống. À, mình biết ngay là mình từ mình bước rồi, đúng không? Hay là tiêu rồi đó, có những cái sản phẩm của mình bước à, mít à, thấy không? Sao con gái cười, nghe nói chạy miếng đâu. À rồi, nếu mà trường hợp đó lâm đồng thì tận phẩm của những người ở lâm đồng đó là gì? Cà phê. Bình Phước thì không có cà phê mà chỉ có lâm đồng cà phê thôi. Như vậy thì khi mà mình có một cái tặng phẩm thì biết là cái nơi xuất xứ. Đúng vậy, các bác sĩ họ tặng cái gì? Cà phê hay là cơm ống? Họ tặng cái gì cho Chúa Giê-xu? Vàng, rồi gì nữa? Vàng, rồi gì nữa? Thì có người nó kim cương mà. À, nhũ hương. À, tôi nghe nó kim cương chứ. À, nhũ hương. À, cảm ơn Chúa. Đó là những tặng phẩm của các bác sĩ nói lên cái địa vị của họ rất là giàu có. Rồi điều gì khiến cho chúng ta biết rằng họ là người giàu có nữa? Điều gì? Điều gì khiến chúng ta biết rằng những người đó là những người giàu có? Điều gì? Chúng ta đoán được á? Điều gì? Hả? Cái gì khiến chúng ta biết rằng những người bác sĩ khi xưa họ giàu có? Họ di chuyển một đoạn đường rất xa. Họ di chuyển bằng gì? À, bằng gì? Ba ba hả? À, cái gì con? À, Lada, cái ba mà đi trên sông mạng đó chứ. À, Lada, đúng rồi, cái ba. Mẹ nói Lada đúng không ba? À, Lada, xin lỗi, lỗ tai cho nó vấn đề. À, Lada, đúng rồi. Họ di chuyển bằng những con Lada. Và chúng ta biết rằng con Lada lúc bây giờ nó rất là mắc tiền. Nó bằng một chiếc xe, nó mắc hơn cái xe của tổng thống lên đây nhiều. Nó bằng chiếc xe Maxi bây giờ. À, cái giá trị của một con Lada theo cái thời giá lúc bây giờ đó, bây giờ nó không, nó rẻ rồi, nhưng mà thời giá lúc bây giờ nó rất là mắc tiền lắm. Và những người đó họ di chuyển trên những con Lada. Nếu mà trường hợp người ta ít tiền hơn thì đi trên những con lừa, nhưng mà lừa thì không có vượt sa mạc được, chỉ có Lada mới vượt được sa mạc mà thôi. Và khi họ đi như vậy, họ mang theo một đoàn tùy tùng rất là nhiều. Và nếu một cái người mà đi di chuyển như vậy ở tại Trung Đông mà cây cối như vậy, rất dễ trở nên cái điểm cho những người khác đến trước, vì họ biết rằng đây là những người giàu có đại gia, họ sẵn sàng trước tới để lấy vàng, lấy bạc, thấy không ạ? Vì họ biết rằng đó là những người đang sở hữu như vậy. Như vậy thì khi mà họ di chuyển như vậy, họ cần một đoàn tùy tùng đi theo họ rất đông để bảo vệ. Chi phí như vậy chỉ có những người giàu họ mới cần. Và không những họ là những người giàu có mà họ còn là những người học thức rất cao. Họ là những người học thức rất cao và có địa vị trong xã hội. Đang khi họ đến tại thành Jerusalem, họ hỏi người đi đường, mà hỏi ai? Họ vào cung vua để có một mối quan hệ của họ đối với vua lúc bây giờ. Thấy không ạ? Chứng tỏ là cái địa vị họ rất là cao trọng.
Nhưng mà quý vị ơi, tất cả mọi địa vị, tất cả mọi triết lý của họ từ Ba Tư là những triết lý cao nhất trong thời kỳ bây giờ, không thỏa mãn được họ. Tất cả những học thức, những điều giàu sang của họ không thỏa mãn được họ. Và đó là do họ tìm kiếm đến chùa Chiên Mang Cọ, họ tìm kiếm đến Việt Nam, để đến Việt Nam đến trên cuộc đời của họ đụng chạm và thay đổi. Và nếu những người nghèo nhất của xã hội vẫn cần tìm đến Đấng Cứu Thế, những người giàu nhất, những người trí thức nhất cũng cần đến Chúa Cứu Thế, thì hết thảy chúng ta ở đây có cần không? Cần không? Còn ai cần được đây? Ồ, cảm ơn Chúa. Cần đâu có gắn, con gắn không cần. Cảm ơn Chúa Ngài đến để ban phước hạnh của Ngài trên chúng ta. Amen không? Các sự sống của Ngài cho chúng ta. Ở chúng ta được giai đoạn 10 câu 10, Chúa Giê-xu nói rằng kẻ trở về để cướp giết cái gì, nhưng mà Chúa Giê-xu Christ Ngài đến để cho chúng ta kinh nghiệm được sự sống và sự sống dư dật. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu số 12 cho thấy rằng, nhưng hễ ai đã nhận Ngài, ai đã nhận Ngài, đã tiếp nhận Ngài, ở đây ai đã tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi, tới lên có ai tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi? Rồi, cảm ơn mình với tất cả mọi người xuống. Ở đây có ai chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu không? À, chưa có ai, tất cả là tin Chúa hết rồi. Cái thánh nghĩa là nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho, ban cho cái gì? Quyền phép. Đấng quyền năng ban quyền phép, ban cho quyền phép cho những kẻ tin danh Ngài. Amen không ạ? Đó là lý do mà Chúa Giê-xu Ngài đến để ban quyền năng của Ngài cho mọi chúng ta qua thập tự giá của Thánh Christ, qua sự sống của Chúa Giê-xu. Ngài đến một sự thay đổi, Ngài đến một sự biến đổi của Ngài trên chúng ta, để hầu chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trên đời sống của mình. Ở Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8 câu số 9, lời Chúa rằng: vì anh em biết ơn Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài vốn giàu, thiên đàng là của Ngài, ban là của Ngài, vàng là của Ngài, Ngài vốn giàu, và vì chúng ta tại đây, Ngài đã hạ mình xuống trở nên nghèo. Để làm gì? Để làm gì? Để chúng ta tiếp tục ở trong sự nghèo nàn và sợ hãi không? Phải không? Không! Để chúng ta trở nên giàu có, để chúng ta trở nên mạnh mẽ, để chúng ta trở nên thịnh vượng ở trong ơn lành của Ngài. Amen không? Đó là lý do mà Chúa Giê-xu Ngài đến. Ngài đến để cho chúng ta kinh nghiệm được quyền năng, sự sống mới của Chúa trên hết thảy chúng ta. Nhận lấy quyền năng sự sống của chúng mình Ngài. Amen không? Và những người muốn nhận lấy quyền năng của Chúa Giê-xu xin đưa tay lên. Xin những người đưa lên, xin mời đứng lên để chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Hãy đứng tại chỗ đưa tay lên. Đứng tại chỗ đưa tay lên để nhận lấy quyền năng sự sống ở trong sự sức giàu tươi mới của Chúa trên đời sống quý vị. Chúa Giê-xu Ngài đang ở đây, Đấng quyền năng Ngài đến để cung ứng quyền năng, để ban quyền năng cho đời sống quý vị. Ngài phán với chúng ta rằng, thế kẻ nào nhận Ngài thì nhận lấy quyền phép ban cho con cái của trời. Hãy nói với bạn rằng, bạn ơi, bạn là con của Đức Chúa Trời, bạn là công chúa, là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Amen đúng không? Không thể nào một công chúa, một hoàng tử Đức Chúa Trời sống trong sự nghèo đói, trong tâm tư được. Chúng ta phải kinh nghiệm được sự hưởng lượng, kinh nghiệm được sự sống của Chúa trên mọi chúng ta. Trong kỳ một sự vui mừng vì Ngài đến để cho chúng ta kinh nghiệm được sự vui mừng trọn vẹn. Rosabai Rondola, Ngài đến, Ngài giáng xuống để cho chúng ta được Rosabai, được Sosabai, được vui mừng ở trong anh chị của Ngài. Amen không? Đó là quyền phép mà chúng ta sẽ nhận lãnh. Hãy đưa lên để nhận lãnh quyền phép đó ngay bây giờ quý vị. Hãy nhắm mắt lại cầu nguyện theo tôi bằng đức tin và xem như đấy là lời cầu nguyện của quý vị. Cảm tạ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu ơi,
sự đụng chạm của Ngài trên cuộc đời của con. Trong danh Chúa Giêsu, xin nhận con là con trai con gái của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, trong giờ này con đưa tay lên để nhận lãnh sự vui mừng, rớt sai của Chúa ban cho đời sống của con. Lấy danh Chúa Giêsu, trong giờ này của Chúa cho người nào có lòng tin, con tin Ngài, con tin quy phép của Chúa sẽ đến trên con, sẽ đến trên con, sẽ đến trên con. Ngay bây giờ không còn bệnh tật nữa, không còn sự buồn đau nữa, không còn tin lên nữa, không còn mất hy vọng nữa. Nhưng bây giờ này con sẽ vui mừng, của Chúa. Lớn danh Chúa Giêsu, xin giữ cuộc đời của con, xin bảy thủ cuộc đời của con. Từ bây giờ đến ngày Chúa Giêsu trở lại, trong danh Chúa Giêsu, con lãnh lãnh sự sống của Chúa. Ngay bây giờ đến cái đời sống của con, xin bảy thủ con trong đời biết của Ngài bằng quyền năng thánh linh của Chúa. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Cuộc đời của con, cuộc đời của gia đình con, của cộng đồng sinh của con, cộng đồng bé của con, những người Việt quanh đây, thuộc về Chúa Giêsu, thuộc về vua trên muôn vua là Chúa Giêsu, mang thủy các con quyền trên họ. Chúng con sẽ được phước, chúng con sẽ được hạnh phúc, đầy quyền năng ở trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Amen. Hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta xin lại cuối hôm nay để cầu nguyện với Chúa. Chúng ta cùng đến với Chúa, chúng ta xin cầu nguyện. Chúa ơi, lời của Ngài nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai, bất cứ ai tin con đó không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến và tìm cứu chúng con. Cảm ơn Ngài đã đến để cứu chúng con ra khỏi quyền của Satan, dời chúng con từ vương quốc tối tăm xa qua vương quốc sáng láng của con Ngài. Cảm ơn Ngài, trong vương quốc đó chúng con kinh nghiệm sự sống, kinh nghiệm sự vui mừng, kinh nghiệm sự bình an. Và lời Chúa nói rằng tin lành này là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Cảm ơn Ngài vì đã khi thế giới đầy dậy những sự buồn rầu, những sự đau khổ, những tội lỗi, ôi thì Ngài đến để cất đi mọi sự tuyệt vọng, ban hy vọng, ban sự vui mừng. Và Chúa còn hứa rằng Ngài sẽ trở lại để đem hội thánh Ngài, đem chúng con đi với Ngài nữa. Rồi nên quyền đang khi chúng con sống trên đất này, xin cho mỗi chúng con được trung tín với Ngài, tiếp tục nắm lấy lời hứa quyền năng thành tín của Ngài. Và chúng con sẽ kinh nghiệm rằng để chúng con nghe và làm theo lời Ngài thì chúng con được phước khi đi ra, được phước khi đi vào. Khi chúng con nghe và làm theo lời Ngài, chúng con được phước khi nằm ngủ, khi trỗi dậy. Và đã khi nghe làm theo lời Ngài, chúng con kinh nghiệm đấng cứu thế quyền phép hành động trong mỗi đời sống chúng con. Và chúng con nói không với xác thịt, nói không với thế gian, nói không với ma quỷ, thì Ngài ban chúng con uy quyền dày đặc mọi quyền cải nghịch dưới chân chúng con, và mọi bệnh tật lìa xa chúng con. Và chúng con nhận lấy sự sống tươi mới của Ngài trên mỗi đời sống chúng con. Rồi trong một chúng con kết thúc một năm cũ, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài về mọi sự nhiên dữ, mọi sự chữa lành, mọi sự bảo vệ, mọi sự chu cấp của Ngài trong một năm qua. Và chúng con
cũng mở lòng ra nhận, đón nhận quyền năng của Ngài trong một năm mới. Và Chúa ơi, năm 2019, nguyện xin Đức Thánh Linh Ngài tái đổ đầy trên đất này của chúng con. Của đây hiến đến đại ngoại này tới tôi con, tôi ra tôi gái Ngài, dân sự Ngài. Và chúng con sẽ tiếp tục nhìn xem, bước lên nhìn thấy cánh đồng mà Ngài mở ra còn nhiều linh hồn chưa được cứu, để chúng con chạy đến với họ và rao báo tin lành cho họ, để vương quốc này được mở ra. Chúa ơi, vì đời Chúa nói rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra cho khắp đất, làm chứng cho muôn dân, và bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Đang khi chúng con mong đợi ngày Chúa trở lại thì chúng con phải hết sức để rao giảng tin lành cho mọi người, cho mọi dân, và ngày Chúa sẽ trở lại sẽ sắp đến trên mọi chúng con. Nên nguyện xin Chúa này đầy dạy thánh linh, đầy dạy thật lửa của Ngài trên mọi tâm Ngài, nên đi ngạc thương tín trên hết tài năng đầy tớ Ngài, và chúng con sẽ cùng mặc lấy sức mới, ơn mới của Ngài, năng lực tươi mới của Ngài trong một năm mới, cùng bước đi của Đức Thánh Linh. Chúa ơi, đời Chúa nói rằng ngoài Chúa ra chúng con không làm chi được, nhưng trong Ngài chúng con làm được mọi sự, nhờ Ngài là đấng ban sức cho chúng con. Và điều gì loài người không làm được thì Đức Chúa Trời Ngài đều làm được cả. Và nếu Đức Chúa Trời vui giúp chúng con thì không một ai có thể cưỡng lại ngược lại chúng con được. Cảm ơn Chúa vì trong Chúa Giêsu Christ Ngài dẫn chúng con đến sự thắng thắng luôn luôn ở trong Ngài. Cảm ơn Ngài, ngợi khen Ngài, nguyện sự chúc phước của Ngài giáng trên hội thánh Ngài, giáng trên các tôi trai cô gái của Ngài và hãy dân sự Ngài. Chúa ơi, để chúng con bước vào một năm mới kinh nghiệm Chúa cứu thế quyền phép đi cùng với chúng con, và Ngài khiến chúng con bước đi trên các nơi cao của mình. Cảm ơn Chúa vì mọi lời hứa tốt lành của Ngài, mọi lời hứa đó đều là phải và amen cả. Nguyện Chúa tiếp tục dấy lên những thế hệ trẻ, dấy lên những thế hệ thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, các phụ nữ, hết thảy chúng con ai đấy đều được đầy dạy thánh linh để hầu việc Ngài trong giai đoạn mới này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con mời khen Chúa và dâng mọi sự vinh hiển, tôn quý, quyền năng, vương quốc đều thuộc về Ngài. Và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.